Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Đất Mũi Vlog. Hôm nay mình lại tiếp tục vào rừng để xem anh Quắc bắt con chim chép nha mọi người. Ở đây có nhiều hang hơn Quắc. Về con chỗ trống này nó có hang. Nè, chỉ hang nè. Cái hang nó ra sao vậy anh? Cái hang nó nè, hang số 8 á nè, cái hang nó như hang cái con số 8 vậy đó. Quay đây cho thấy cho rõ rồi mình thấy cái hang nó, rồi bắt đầu mình thục theo nó có cái hang nhỏ, bắt nó cũng đơn giản à, nó xuống khoảng chừng một gang tay mình vậy đó nè. Đó, thường thường nó ở theo góc nè, ở theo góc á mình thục nó. Vô chỗ nào nhiều hang á thì mình thục được nhiều. Con này mình bắt về mình làm món gì ăn? Làm lẩu thì hết sảy, rửa sạch nó rồi làm lẩu chua hoặc đem đi nướng luộc. Nó ngon như là con vợt vậy. Cái chỗ mà có rễ đước nhiều quá rồi làm sao mà mình thục được? Nó ăn gà trống. Cái hàng nó ở trong bịch nhưng mà nó ăn nó gà trống chứ nó không có ở trong cây gốc đước. Nó có bực đất á, rồi bắt đầu nó ăn lòn ra ngoài trống rồi mình thục. Cái này mình chỗ nào mà gừng gặm quá mình không vô được rồi mình lấy móc á, mình móc ha. Móc thì nó dễ hơn. Bữa nay đi không có lấy cây móc ha. Ở ngoài trống thì nó ít hang ha, nó có hang, hang theo góc. Hang nó hang theo vô trong góc. Hang dày quá là mình bươi mình móc lên một chỗ mà cũng được mấy con ha. Ừ, bươi xuống cái có cái lỗ trống trống cái bắt đầu qua mò vòng vòng nó là dính. Ở trên thì hang nó thưa thưa chứ xuống dưới con nó nằm như chỗ nào hang nhiều là xuống dưới là con nó nằm khích ở dưới. Mình tiếp tục qua bên khu khác để mình tìm con chim chép nha mọi người. Con chim chép này trời mưa trời nắng thì mình cũng bắt được hết chứ hả? Nó không có bị mắc hang hả anh Quắc? Trời mưa bắt không được. Mưa bắt không được hả? Không, trời mưa đâu có thấy hang đâu. Sình nó lấp hang hay sao? Ừ, sình nó lấp. Dễ bắt.
trời nắng à, nắng khô ráo là nó mới nuốt cái hang nó ra. Nãy giờ mình bắt được nhiều chứ? Mấy 20 con. Tiếng hồ đủ cái lẩu rồi. Không biết thục á, là thục đau bay dữ lắm đó. Cái gì đó chắc cũng không phải là dễ ăn. Cái này mình mang bao tay bắt được không? Không, thục mà mang bao tay sao bắt nó. Mang bao tay đâu có cảm giác được cái hang nó ăn gì đâu. Rồi mình qua nơi khác mình tìm hang nữa nè. Con chim chép này á, nó giống con móng tay, nhưng mà con móng tay biển thì cái thân hình của nó dẹp hơn. Còn cái con chim chép này á, nó có cái độ dày nè. Con này nó dày, nó tròn hơn nè. Này nó dính sình nè. Bên này có nhiều hang nè. Có con nó cũng ở sâu với đất quá. Này có nãy đi không lấy cái móc á, lấy cái móc á, móc á, nó khỏe lắm, mình không có cần phải thục, thấy hang nó mình móc nó là nhìn con đó thì nó ở trong đất cũng hơi cứng. Hang này mình cũng nhìn mình cũng dễ biết nè, nhưng mà không có kinh nghiệm để bắt. Đụng xuống này nó thụt sâu xuống dưới mình không có móc được. Bên đây con to to không nè? Có chỗ thì con nhỏ không à, mà có chỗ thì con to nè. Cái này nè, không biết thục á thì đừng có thục, nó dễ đứt cài lắm. Biết thục á, gần tới nó lách qua chỗ khác rồi lấy cái móng tay á, móc nó lỡ cái ngón tay mình á, mình móc nó lên
chứ trên thọt xuống là dễ đứt tay lắm. Lấy lên, lấy từ từ, lấy mạnh quá nó bể cũng bị đứt tay nữa. Bắt con chim chép này mình đỡ mệt hơn là bắt những con khác, là mình ít có lội đi kiếm nè. Chỗ nào có hang mình ngồi chỗ mà mình bắt. Mà nó đau tay hơn. Dợp nè. Có dợp nước cạn luôn hả? Ừ. Ở đây mình có bắt được con dợp nước cạn luôn nè. Vô rừng bắt đủ thứ con. Con gì ăn được cứ bắt. Sình nó hết khó thục, đi vô trong xích vô trong có nước hơi đựng hết chứ. Trên chỉ xuống nó mất tiêu cái hang. Cũng to to không? Để một con chú xuồng rửa quay cận cảnh cho các bạn xem. Rồi, mình thu hoạch được nhiêu đây nè các bạn. Rồi bây giờ đó, đây là con chim chép nha các bạn. Đây, nó ở trong rừng. Mình đang thục nó được bao nhiêu đây nè. Nếu mà các bạn thấy hay á thì các bạn nhớ bấm đăng ký và ủng hộ mình nha, để mình tiếp tục làm những video tiếp theo cho các bạn xem nha. Rồi, tạm biệt các bạn.